Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn thân mến, vì sao lại là Nguyễn Thị Kim Ngân đi Trung Quốc chứ không phải người khác? Luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị, truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc bài khi tiếp Hồng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Có điều gì đó không thật bình thường hoặc khá bất bình thường khi không phải là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mà lại là Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Trung Quốc. Bởi theo hiến pháp và cũng theo thông lệ, việc đón tiếp đại sứ các nước, đặc biệt là khách đến từ Bắc Kinh, là phần hành của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch nước chứ không liên quan gì đến cơ quan dân cử tối cao. Nhưng chỉ ít ngày sau thì đã có lời giải cho ẩn số bất thường trên. Báo Đảng Việt Nam đưa tin Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019 theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư. Đây là lần thứ hai chính thể Việt Nam cử một Ủy viên Bộ Chính trị trong tam trụ đi diện kiến Bắc Kinh kể từ khi Nguyễn Phú Trọng có vẻ vẫn chưa thể thoát khỏi hoàn toàn cơn bạo bệnh mà đã suýt quật đổ ông ta tại xứ Kiên Giang, nhà bà X Nguyễn Tân Dũng vào tháng 4 năm 2019. Trước đó còn có một dấu hiệu bất thường nữa với người đàn bà đang bước ra từ bóng tối quyền lực. Vào cuối tháng 5 năm 2019, trong bối cảnh Nguyễn Phú Trọng không thể hiện ra trước Quốc hội để trình Công ước Quốc tế 98 về lao động, bà Ngân còn lên hương khi được phân công tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Đó không chỉ là một thao tác ngoại giao thông thường mà chắc chắn mang chỉ dấu của quyền lực. Nhưng vì sao Ngân mà không phải là Phúc đi Trung Quốc vào lần này? Ông Trọng giả ốm để trốn không phải đi Trung Quốc. Trong dĩ vãng gần, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng được làm nguyên thủ quốc gia khi ông ta thay Nguyễn Phú Trọng đi dự hội nghị thượng đỉnh BRI, hội nghị về sáng kiến một vành đai một con đường do Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2019. Đó là một hội nghị mà mặc dù phía Trung Quốc cố ý làm dùm beng và khuếch trương thanh thế trong cộng đồng quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang hồi cao trào mà chưa có dấu hiệu gì để đình chiến. Chuyến đi Bắc Kinh của Nguyễn Xuân Phúc lại lặng lẽ một cách không bình thường. Sau chuyến đi này, báo Đảng chỉ tường thuật vắn tắt và cũng chẳng có gì là tự hào là Việt Nam tham gia vào hội nghị BRI. Vào khoảng thời gian đó, bên cạnh những đồn đoán về một Nguyễn Phú Trọng bị tai biến mạch máu não đến mức liệt cả tay cả chân, còn xuất hiện một luồng dư luận khác mang số ít và kín đáo hơn hẳn luồng dư luận dày đặc về bệnh tật, về việc ông Trọng đã tỉnh táo và sáng suốt khi chủ ý né gặp phía Trung Quốc, mà lý do né tránh dễ nhất là vẫn tiếp tục bị ốm. Cũng trong khoảng thời gian từ đó, Trọng bệnh cho tới nay, tình hình quan hệ Việt-Trung có vẻ không tốt lắm hoặc có chiều hướng diễn biến xấu đi. Trong khi Bắc Kinh vẫn diễn lại trò đánh cướp đâm va tàu cá của ngư dân Việt, thì bất chợt hàng loạt vụ hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam và được xuất sang Mỹ với mác Made in Việt Nam bị báo chí Việt Nam làm tung tóe, không chỉ vụ Khải Siêu trước đây mà đặc biệt là vụ Asanjo nổ ra cuối tháng 6 năm 2019, kéo theo trách nhiệm rất đáng nghi ngờ của Bộ Công Thương. Địa chỉ mà đã từ lâu thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và nay là Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị nhiều dư luận xem là nối giáo cho giặc, cố tình kiến tạo những lỗ hổng pháp lý để cho hàng Trung Quốc không chỉ tràn vào mà thao túng thị trường Việt Nam mà còn mượn đường diệt quặng khi được xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Và đó cũng là bối cảnh mà Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên nổi giận và chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Đến lúc này thì cho dù có muốn dãy ra, nền kinh tế và cả nền chính trị của Việt Nam đã rơi hẳn vào thế kẹp giữa hai gọng kìm. Một bên là quan hệ ngầm dưới gầm bàn của doanh nhân Trung Quốc cho các thế hệ quan chức Việt để không thể từ chối hàng Trung Quốc, kể cả hàng rác,
Còn bên kia là gương mặt quầu quậu của Trung luôn sẵn sàng áp thuế cao ngất đối với hàng Việt Nam và còn có thể biến Việt Nam thành đối tượng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico phải trở thành đối thủ trong chiến tranh thương mại của Mỹ. Trong tình thế hai đầu ép buộc như thế, việc Thiên Triều gọi hỏi giới chóc bu Việt Nam là chuyện không thể tránh khỏi. Tập Cận Bình luôn muốn thẩm tra quan điểm và thái độ của Việt Nam ra sao, hoặc còn tiếp tục đu dây hoặc đang có xu hướng ngả hơn về Mỹ, trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dù có đình chiến thì cũng chỉ là tạm thời và chẳng hứa hẹn tương lai dễ chịu nào. Đặc biệt Trung Quốc chẳng thích thú gì chuyến đi Mỹ sắp tới của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, một chuyến đi mà nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải ngỏ lời cần đến Mỹ như một đối tác quân sự thực thụ ở Biển Đông để ngăn chặn tham vọng ăn sạch dầu khí của người đồng chí bốn tốt 16 chữ vàng Trung Quốc. Vậy là một lần nữa Nguyễn Phú Trọng lại bị ốm. Từ tháng 5 năm 2019 đến nay, Trọng đã chỉ họa hoàn mới hiện ra, còn thì vắng biệt. Thậm chí ông ta còn mất dạng suốt cả kỳ họp Quốc hội tháng 5 và 6. Loại trừ yếu tố bệnh tật nhưng đã có thể phục hồi từ khá lâu này. Ngày càng rõ là Nguyễn Phú Trọng chẳng thích thú gì khi phải đi Trung Quốc và phải đánh cược sinh mạng của ông ta với thức ăn đồ uống trên bàn tiệc được thiết kế bởi những ông vua thuốc độc Trung Quốc. Thay vào đó là Nguyễn Xuân Phúc đi Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2019 và Nguyễn Thị Kim Ngân đi vào tháng 7 để xoa dịu tình hình trên danh nghĩa, củng cố đối tác chiến lược toàn diện và phần nào thỏa mãn thói trịch thượng của Tập Cận Bình. Có lẽ phía Trung Quốc sẽ cũng đành phải tạm hài lòng với người thay thế Kim Ngân, chủ sở hữu của ít nhất 300 bộ áo dài và dư luận đồn đoán có giá trị lên đến ít nhất 30 tỷ đồng. Cho dù thừa biết tiếng nói của bà ta chỉ là thứ yếu trong tam trụ triều đình hiện nay. Nhưng với Nguyễn Thị Kim Ngân, việc đi Trung Quốc biết đâu đấy lại là một cơ hội hay một điềm báo tốt lành cho thế đi lên của bà ta từ nay đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số người vẫn nhớ lại một sự việc hài hước có thật đã xảy ra ngay trong đám tang của cựu tướng Lê Đức Anh vào tháng 5 năm 2019, khi giới thiệu thành phần quan khách, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nói: "Chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân", thay vì đọc đúng chức danh Chủ tịch Quốc hội của bà ta, khiến ngay cả những quan chức đức cao trọng vọng như cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, đương kim trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đương kim trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đều ngoác miệng ra cười. Tuy nhiên, đã không ai chứng kiến được hình ảnh Nguyễn Thị Kim Ngân tươi cười trong đám tang khi bỗng nhiên được thăng chức. Nhưng vào cuối tháng ấy, bà Ngân đã bất thần thể hiện uy quyền một cách chưa hề có tiền lệ. Đó là kỳ họp Quốc hội tháng 5 và 6 năm 2019 do Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì trong bối cảnh Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng kiên định mất tích từ đầu đến cuối của kỳ họp này. Người ta bỗng nhìn thấy một Nguyễn Thị Kim Ngân khác hẳn, thậm chí cực kỳ khác hẳn. Khác hẳn với tư thế co thủ, thận trọng và gần như khép miệng trong nhiều kỳ họp Quốc hội trước đây. Vào kỳ họp đó, Nguyễn Thị Kim Ngân đã khiến giới quan sát và nhiều đại biểu Quốc hội ngạc nhiên vì có ít nhất hai lần bà ta cắt ngang phần chất vấn và trả lời chất vấn của một số đại biểu Quốc hội một cách dũng cảm và thô bạo. Kể cả cắt ngang lời của Tô Lâm, viên tướng Bộ trưởng Bộ Công an. Một cách nào đó có thể xem chuyến đi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2019 của Nguyễn Thị Kim Ngân mang hàm ý bà ta là bản sao của nguyên thủ quốc gia, hoặc chính là nguyên thủ quốc gia. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận, hãy chia sẻ bài viết để lan tỏa thông tin hơn. Và một điều rất là quan trọng, xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kế tiếp của chúng tôi.